Chúng ta nhìn vào một cái tài liệu mà nhiều bạn hỏi thường thì đây đó chính là tài liệu liên quan đến là cái chỉ số lo lắng và tham lam Thì chỉ số sợ hãi và tham lam này đã, đã rất lâu rồi chúng ta không nói tới Tại vì thường cảm thấy là trong cái thời gian mà các bạn thấy được là tình hình uh, cực kỳ bullish hay là tình hình cực kỳ uh, bi quan Thì chỉ số này nó không cho chúng ta được một cái đề tài gì gọi là có thể có giá trị hết Các bạn thấy được là chúng ta nhìn đi trong cái tài liệu này đó thì các bạn thấy được là hiện bây giờ chỉ số này là 72 để thùng refresh lại coi có, có chỉ số mới hay không thì các bạn thấy được là bây giờ đó chỉ số này mới vừa refresh lại là 61 có nghĩa là tham lam hôm qua là 72 là tham lam còn các bạn thấy được tương như rồi là 68 là cũng là tham lam và tháng vừa rồi là 76 là cực kỳ tham lam cho nên các bạn thấy được là trong cái tình hình là mùa um uh, bull market mùa tăng trưởng đó thì những chỉ số này nó sẽ liên tục nằm là ở cái mức là tham lam và ngược lại cái mùa mà đi xuống đó, cái mùa bear market mùa đông đó thì chỉ số này sẽ liên tục nằm ở cái điểm là sợ hãi cho nên nói chung nó thường cảm thấy là nếu chúng ta chỉ nhìn chung vào chỉ số tham lam sợ hãi này đó thì các bạn khó có thể ra quyết định được nếu như chỉ nhìn riêng cái chỉ số này tại vì các bạn thấy được là chúng ta nhìn đi từ tháng dù rồi tới bây giờ đó thì giá cả của Bitcoin cũng đã có cái sự tăng trưởng thậm chí là trước đó nữa Cho nên các bạn thấy được là không phải là chỉ số này chuyển qua tham lam là các bạn à, nên bán hay là nên sốt Các bạn có thể thấy được là chỉ số này có thể nằm ở cái mức tham lam dài hạn và thậm chí nằm ở cái mức sợ hãi dài hạn Đây là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn cho nên Thùng ít cái nhìn vào chỉ số này Mặc dù đây là một cái chỉ số mà chúng ta cũng nhìn vào khá nhiều năm 2018 nhưng mà thường cảm thấy là bây giờ đó cái thị trường này nó đã phát triển hơn. Chúng ta đã có nhiều cái chỉ số khác nhau để có thể là xem xét ngoại trừ nhìn vào chỉ số tham lam và sợ hãi này. Nói tới Ethereum thì các bạn thấy được là ngày 9 tây ngày hôm qua thường có đăng cái cập nhật Đây là cập nhật mới nhất các bạn thấy được là cập nhật này là ngày 9 tháng 5 năm 2021 Là hiện bây giờ đó cái tài khoản lưu trữ crypto của thường bây giờ phân bổ như thế nào Thì các bạn thấy được là rất là rõ ràng là Ethereum Cách đây không có lâu, cách đây là ngày 1 tây tháng 5 đó, cái đây 8 ngày thì tới nó chỉ có là 37,98% của chương mục này và thôi mà bây giờ các bạn đã lên tới có mức là 43,19% rồi và các bạn đi ngược trở về đó các bạn hay được là những cái thời điểm như là chúng ta nhìn vào tháng 2 đi thì Ethereum dưới 30% Thì tại sao chúng ta lại thấy Ethereum càng ngày càng chiếm cái phần trăm lớn như vậy Và thậm chí bây giờ Ethereum là đồng chiếm cái phần trăm lớn nhất tại vì giá cả tăng trưởng thì giá cả tăng trưởng sẽ khiến cho phần trăm những đồng khác nó sẽ giảm xuống ngoại trừ Ethereum ra thì các bạn thấy được là đồng thường lưu trữ nhiều thứ nhì đó chính là Bitcoin là 29,6% thường đó thì tôi thích lưu trữ ít nhất là 50% Bitcoin cho nên đây là cũng là lý tại sao mà Thuận muốn tập trung vào trung bình giá Bitcoin trong thời gian tới đây kế tiếp đó, cái đồng mà thường lưu trữ nhiều thứ ba đó chính là đồng BNB đồng Binance Coin ở mức là 19% à, Kế tiếp nữa là Cardano thường lưu trữ 6,8% của danh mục Và kế đó là các bạn thấy được là Litecoin 0,87% Và cuối cùng là Uniswap là 0,55% đây điểm đồng mà thuận lưu trữ ở thời điểm hiện tại thì tại sao mà thuận thường hay chia sẻ những thông tin này tại vì các bạn thấy được là thuận mỗi lần mà làm video các bạn xem nên thì thuận muốn các bạn có một cái À, sự rõ ràng là thường đang lưu trữ đồng nào để khi mà các bạn nghe thông tin các bạn à, thích xem thường phân tích thì bạn cũng hiểu được là thường có lưu trữ đồng đó hay là không lưu trữ đồng đó và từ đó các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân mình. Đây cũng là một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn và không phải là mới đây mà trong vòng mấy năm qua thường được chia sẻ liên tục. Cái thời điểm này là thời điểm đầu tiên có thể nói là trong thời gian 4 năm qua mà cái số lượng phần trăm của Bitcoin ít hơn là Ethereum. Chưa bao giờ trước đây chúng ta có tình trạng này và lần đầu tiên. Tình trạng này xảy ra là khi nào? Đó chính là ngày 1 tới tháng 5. Lúc đó Bitcoin là 34% và Ethereum là 37,98%. Bây giờ Ethereum là 43,79% rồi. Cứ tiếp tục thì tôi nghĩ là có thể rất nhanh chóng Ethereum sẽ chiếm phần trăm còn lớn hơn nữa, hơn 50%. Một trong những điều khác thường nhận được từ các bạn đó chính là chúng ta có nên nhìn vào biểu đồ tâm lý thị trường xem coi chúng ta đang ở đâu hay là không thì thường nghĩ là biểu đồ này thường đã chia sẻ cũng khá nhiều lần rồi nhưng mà nào mà chưa có hiểu gì biểu đồ này các bạn có thể lên trên YouTube của Thuận Capital thì các bạn thấy chúng ta có rất là nhiều những cái video Thuận chia sẻ à, video mà gần đây nhất thường chia sẻ về biểu đồ này đó là video 922 phần 2 đầu tư cần hiểu biểu đồ tâm lý thị trường hay là trước đó nữa là video 673 và lần đầu tiên Thuận chia sẻ biểu đồ này, đó chính là cái thời điểm KT 2 năm, lúc đó như bạn có biết là Thuận còn đi công tác ở New York à, Và chúng ta nhìn lại đó, thì Thuận cũng không muốn nói quá nhiều về những cái chu kỳ này tại vì Thuận đã có nhiều video chi tiết hơn Nhưng mà đơn giản đó là từ trái qua bên tay phải, các bạn thấy được chúng ta lúc nào cũng sẽ có những cái tâm lý đầu tư tương tự xảy ra trong những cái mùa tăng trưởng và những cái mùa mà đi xuống không phải lúc nào cũng y chang nhưng mà cũng sẽ tương tự như là các bạn thấy được là bắt đầu một mùa tăng trưởng đó, thì bắt đầu từ cái thời điểm gọi là hoài nghi hoài nghi có nghĩa là sau khi mà giá cả không có tăng trưởng thậm chí giá cả đi xuống một thời gian các bạn cảm thấy là quá chán nản cho nên khi mà giá có sự tăng trưởng thì nhiều bạn sẽ cảm giác là hoài nghi không biết cái đợt tăng trưởng này có phải là thiệt hay giả và cái đó là hy vọng là các bạn thấy được là tình hình lạc quan hơn các bạn nghĩ là thực sự có thể hồi phục được giá cả thì trở lại như trước đây kế đó là các bạn từ hy vọng qua bên lạc quan lạc quan đến niềm tin niềm tin phấn khích phấn khích đến hưng phấn hưng phấn là cái điểm đỉnh của một cái chu kỳ tăng trưởng sau đó chúng ta bắt đầu đi vào một cái chu kỳ đi xuống gọi là các bạn thấy là cái đó là kiêu căng kiêu căng là khi mà giá cả điều chỉnh xuống các bạn nghĩ là giá chỉ điều chỉnh để có thể tiếp tục tăng mà thôi cái đó nữa là lo ngại cái đó nữa là phủ nhận cái đó nữa là hoảng loạn và cuối cùng là đầu hàng đầu hàng là lúc mà các bạn đã quyết định là bán hết không tiếp tục chờ đợi nữa không tiếp tục nữa và những người mà còn lại đó thì sẽ bắt đầu tiến vào thời kỳ phẫn nộ có nghĩa là mình lưu trữ tại sao vẫn có người bán kế tiếp nên là chán nản và lại bắt đầu một cái chu kỳ tăng trưởng mới gọi là hoài nghi thì nhìn vào tài liệu này đó các bạn nghĩ chúng ta đang nằm ở đâu và những ngày nào mà lên trên trang web của Thuần cap video các bạn có thể là so sánh cái biểu đồ này song song với lại cái biểu đồ của bitcoin bên dưới thì tại sao chúng ta lại quan tâm đến bitcoin tại vì bitcoin đó là cái đồng lớn nhất bây giờ và cái đồng xu hướng của thị trường cho nên Bitcoin đang ở đâu trong chu kỳ rất là quan trọng và chu kỳ Bitcoin sẽ đi trước Allcoin năm 2017 đó thì chu kỳ Bitcoin đi trước Allcoin cả tháng trời nghĩa là Bitcoin đạt đỉnh 20.000 đô rồi sau đó đó đầu tháng 1 của năm 2018 thì những Allcoin mới lần lượt đạt đỉnh và sau đó tất cả cùng đi xuống như là Bitcoin thì chúng ta nhìn vào cái phần này đó các bạn nghĩ là chúng ta đang ở đâu có phải chúng ta đang ở cái thời kỳ gọi là lạc quan niềm tin hay là phấn khích hay các bạn nghĩ chúng ta đã lên tới thời điểm hưng phấn rồi với tất cả những sự kiện đang xảy ra bây giờ ai cũng muốn nhảy vào thị trường này hay là chúng ta đã bắt đầu bước qua thời kỳ kiêu căng có nghĩa là những cái đợt điều chỉnh gần đây đó không phải điều chỉnh để tiếp tục đi lên mà chúng ta đã bắt đầu bước vào một mùa đông rồi các bạn nghĩ sao thì hãy comment bên dưới còn đối với thuận đó nếu như mà các bạn hỏi thuận là chúng ta có phải chỉ mới bắt đầu hay không tôi không nghĩ như vậy tôi nghĩ là chúng ta đã ít nhất là đi phân nửa đoạn đường rồi đối với thuận bây giờ đó Trước đây đó thường nói với các bạn là phần lớn nhiều bạn suy nghĩ chúng ta đang ở mức là lạc quan hay niềm tin, thuận thì nghĩ chúng ta bây giờ đã bắt đầu từ niềm tin đi vào phấn khích rồi. Tại sao thường không nghĩ chúng ta đang ở cái thời kỳ gọi là hưng phấn? Thì làm sao các bạn biết được chúng ta đang ở đâu thì các bạn hãy nhìn vào những cái tài liệu bên dưới này, giống như hưng phấn đó là các bạn sẽ cảm giác như là các bạn là thiên tài. Tất cả mọi người sẽ giàu có hay là phấn khích là lúc mà các bạn có những suy nghĩ như là mua thêm bằng margin. Để nói tất cả mọi người để mà mua thì thường nghĩ chúng ta đã bắt đầu tiến từ niềm tin và phấn khích rồi tại sao vẫn chưa hoàn đang hưng phấn tại vì đối với là những đợt tăng trưởng trước đây đó và không chỉ riêng là crypto mà chúng ta nhìn chung vào thị trường tài chính đó, thường thì những cái tài chính mà đi vào cái dùng tăng trưởng và bắt đầu là tạo ra một bong bóng lớn và bong bóng khi nào vỡ đó thì sẽ có một cái hiện tượng gọi là blow up top như là khi mà giá cả càng tăng đó các bạn càng đi sâu vào mùa tăng trưởng thì giá cả càng tăng càng mạnh phần trăm càng nhiều và tới khúc cuối đó là những cái phút mà các bạn có thể có sự tăng trưởng mạnh nhất có thể nói là chúng ta nhìn vào bitcoin năm 2017 đi nếu như mà các bạn đoán sai chỉ hai tuần thôi các bạn đoán sai hai tuần thôi các bạn đã mất đi cơ hội lợi nhuận là một trăm phần trăm rồi các bạn có hiểu là năm 2017 đó thời điểm là có thể nói là chúng ta nhìn vào tình hình là cuối tháng 11 đầu tháng 12 đi giá Bitcoin xoay quanh chỉ có 10.000 đô mà thôi mà từ thời điểm đó cho đến cái thời điểm tăng trưởng đó, để thường chia sẻ với các bạn nhìn vào cái biểu đồ của nến ngày bên dưới này thì các bạn thấy được để thường zoom ra các bạn thấy rõ hơn thì khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu này đó các bạn sẽ thấy là chúng ta nhìn vào năm 2017 đó thì chúng ta đã thấy được là khi mà giá cả của năm 2017 đó Lúc mà các bạn thấy được là cuối tháng 11 ra giá cả dưỡng say quanh là 10.000 đô Và cho đến thời điểm là các bạn thấy được là ngày 17 tới tháng 12 Trong thời gian chỉ có hai tuần đó thôi cuối tháng 11 cho đến giữa tháng 12 Các bạn thấy đây giá bên Bitcoin đi từ 10.000 lên tới 20.000 Nghĩa là nếu như mà các bạn Chốt lời sớm đó chỉ hai tuần thôi các bạn đã mất đi cơ hội lợi nhuận tới 100% cho nên đây là một cái đặc điểm mà thường hay thấy trong những cái uh, tài sản mà tạo ra một bong bóng lớn sau đó bong bóng vệ có nghĩa là các bạn thấy chúng ta lên tới cái thời điểm hưng phấn đó, thì giá cả sẽ tăng và tăng rất là nhanh thì trong thời điểm này đó chúng ta nhìn vào giá của bitcoin thì các bạn nghĩ như thế nào các bạn thấy được là sau khi mà Bitcoin có cái đợt đi xuống trong cái thời gian gần đây thì chúng ta cũng đã thấy được là giá Bitcoin có cái sự hồi phục lại và sau đó thì cứ đi xung quanh cái mức này cũng đã khá lâu rồi. Sau khi mà các bạn thấy được là giá Bitcoin hồi phục lại là có thể nói là chúng ta nhìn vào là cuối tháng 4 thì 10 ngày qua Bitcoin vẫn xoay quanh mức này và thậm chí các bạn thấy được chúng ta đi ngược trở về đó cái thời điểm là tháng 3 hay tháng 2 đi các bạn thấy được Bitcoin đã trên căn bản thì không có cái sự đột phá như là cái cảm giác là cuối của mùa tăng trưởng cái thời điểm hưng phấn như là giá cả tăng rất là nhanh thường cảm thấy được chúng ta thấy là Bitcoin vẫn cứ xoay quanh lên một chút rồi lại điều chỉnh thường đó chúng ta nhìn vào lịch sử trước đây của Bitcoin hay là những loại tài sản khác mà trong cái giai đoạn là bong bóng sắp sửa bể hay là kết thúc rồi đó thì không phải là như vậy thường sẽ tăng rất là nhanh và rất nhanh và rất nhanh sau đó là bể rất là lẹ Các bạn hiểu là giá cả đi từ 20.000 đi xuống còn 10.000 trong thời gian chỉ có 1-2 tuần mà thôi Lên rất nhanh và cũng đi xuống rất nhanh Chúng ta chưa thấy sự kiện nó xảy ra cho nên đối với thuận đó Chúng ta vẫn chưa thấy cái đỉnh đợt này Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ nhân của thường mà thôi Các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment bên dưới Đương nhiên đây không phải là lời khuyên đầu tư Thường chỉ chia sẻ cảm nghĩ của mình mà thôi Và ngay cả chúng ta nhìn vào những cái chỉ số như là các bạn thấy được là những chỉ số mà chúng ta thường hay xem ở trên những cái mạng lưới đó như là của Classno thì các bạn thấy được là bây giờ đã chỉ số anh UPL là ở cái mức cho bạn thấy được là tài liệu mới nhất cho chúng ta thấy chỉ số UPL này là mức là 0,63 58.218 vẫn chưa có dấu hiệu đỉnh thì hiện bây giờ dấu hiệu đỉnh là khi mà cái đường màu xanh lá cây này chuyển thành màu xanh dương à, chúng ta nhìn vào cái phần trăm của Bitcoin mà đang có lời đó thì các bạn thấy được là tình hình bây giờ thì cái số lượng Bitcoin mà đang có lời đó uh, các bạn thấy là cũng xoay quanh cái mức là có lúc có lời có lúc không có lời coi như là có một thời điểm đi vào dùng màu đỏ một thời điểm nằm ngoài dùng màu đỏ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thời điểm bây giờ đó thì chỉ có 87,67 là có lời mà thôi dựa theo tài liệu on chain và nói thì giao dịch đó, thì các bạn thấy cũng tương tự đã rời khỏi dùng màu đỏ này rồi chúng ta muốn thấy càng ít người có lợi thì cơ hội tăng trưởng bình hồi kế tiếp là càng uh, có thể trong mùa tăng trưởng chúng ta nhìn vào những chỉ số khác chúng ta thường hay xem như là những chỉ số như là All hodler thì chúng ta cũng không cần phải biết quá nhiều về những biểu đồ này Chứ các bạn chỉ cần biết là đường màu vàng này khi mà đi vào vùng màu đỏ là dấu hiệu kết thúc như là chúng ta được là năm 2017 thì cũng như vậy năm 2013 thì cũng như vậy năm 2011 cũng như vậy đi vào vùng màu đỏ là dấu hiệu kết thúc Chúng ta nhìn vào Pure thì cũng tương tự Các bạn thấy được chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu đi dùng màu đỏ Chúng ta nhìn vào Market Cap chưa Termo Cap cũng vậy Chưa dấu hiệu đi vào cái dùng màu đỏ Cho nên đối với những chỉ số này đó Chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu đỉnh Và cộng với lại các bạn thấy chúng ta vẫn chưa thấy giá cả tăng trưởng mạnh Trong thời điểm cuối Đây là lý do tại sao mà tôi nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội tiếp tục tăng trưởng và đương nhiên mỗi người đều sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau và có thể nhiều bạn đó khi mà chúng ta so sánh hai cái hình đi để thuận zoom ra các bạn thấy rõ ràng hơn thì các bạn thấy được tình hình bây giờ đó thì khi mà các bạn so sánh hai cái hình thì nhiều người có thể là nhìn vào tình hình này có thể nói là cái thời điểm bây giờ đó các bạn thấy thời điểm bây giờ là thời điểm này có thể nhiều bạn nói là so sánh với lại trên cái biểu đồ này có thể chúng ta đang từ hưng phấn chuyển qua kiêu căng rồi rất là giống thì cũng có thể không gì là không thể hết các bạn thấy được là nhưng mà chúng ta nhìn vào tình hình của năm 2017 thì các bạn có thấy được là nếu các bạn nghĩ như vậy đó thì năm 2017 đó các bạn à, nghĩ là chúng ta cũng đang ở cái tình trạng tương tự có nghĩa là cái thời điểm là cuối tháng 12 đầu tháng 1 tình trạng tương tự như là các bạn thấy trên màn hình nhưng mà tại vì các bạn zoom vào cho nên các bạn mới thấy mà thôi chứ còn các bạn à, nhìn xa hơn thì sẽ không thấy nhưng mà cũng có thể là thời điểm này chỉ là cái thời điểm như là các bạn thấy được là à thời điểm của cây tháng 6 hè tháng 6 mà thôi. Các bạn rồi chúng ta cũng có những cái hình ảnh tương tự. Cho nên khi mà các bạn nhìn vào cái biểu đồ đó mà các bạn so sánh cái mô hình biểu đồ với nhau đó các bạn cần phải cẩn thận. Tại vì khi mà các bạn zoom vào đó các bạn thấy được là bất cứ thời điểm nào của mùa tăng trưởng cũng nhìn giống như là biểu đồ tâm lý thị trường hết. Chứ không phải là chỉ cái khúc cuối mới giống. Các bạn thấy được là tình hình này là tình hình tháng 6 của năm 2017. Thì cũng giống như là chúng ta ở cái thời điểm từ hưng phấn đi kiêu căng. Cho nên nhiều bạn có thể là đưa ra kết luận như vậy. Nhưng mà thật ra các bạn thấy được chúng ta lại thấy giá Bitcoin tiếp tục tăng trưởng. Thời điểm này giá Bitcoin chỉ có 2 ngàn đô mà thôi. Giá tiếp tục tăng trưởng lên tới 20.000 đô như các bạn cũng đã biết. Và chúng ta nhìn vào cái tài liệu của năm 2021 này thì có phải gì không thì thực ra mà nói là chúng ta thấy có rất nhiều đợt tương tự đã xảy ra. như là có nhiều bạn đã kêu gọi là chúng ta đã đến đỉnh rồi. Thời điểm là tháng 1 khi mà chúng ta đều là cái mô hình tương tự cũng đã xuất hiện. Nhưng mà sau đó giá cả đã như thế nào? Các bạn hãy đi từ 30.000 lên thẳng cho đến 65.000. Đây là một cái nguy hiểm khi mà các bạn nhìn vào biểu đồ từ xa, các bạn cần phải zoom vào và đưa ra những cái lập luận là nếu như mà các bạn tin tưởng bây giờ là thời điểm hưng phấn thì các bạn phải thấy được những dấu hiệu gì? Nếu các bạn tin tưởng bây giờ là thời điểm phân khích thì các bạn phải thấy được những cái dấu hiệu gì? Vân vân. Bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói một số những cái thông tin ngày hôm nay thì các bạn thấy được là một trong những tin tức mà cũng khá phổ biến thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan đến uh, một trong những cái cầu thủ football cũng rất nổi tiếng đó chính là Tom Brady. Thì Tom Brady đã đổi cái hình đại diện ở trên Twitter là đương nhiên để hai cái laser eyes và cũng đã biết là những người mà để laser eye này là lý do tại sao là tại vì uh, gọi là laser focus nghĩa là tập trung cực độ đó lấy tia laser tập trung cực độ để cho đến khi nào Bitcoin đạt được 100 ngàn thì mới tắt tia laser thì các bạn thấy được là đây là một trong những cái hình đại diện được đổi với Tom Brady thì nhiều bây giờ nói là thì Tom Brady cũng là một trong những người mà lưu trữ Bitcoin một trong những cái hot của Bitcoin cho nên mới thay đổi hình đại diện của mình đây là một cái thông tin rất phổ biến cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp đó thì nhiều bạn hỏi thuận về cái trang web để xem các địa chỉ ví của Dogecoin thì nhưng mà nào mà chưa theo dõi thuận trên Facebook, Twitter và Telegram thì cũng nên theo dõi để có thể tìm thấy cái link này. Các bạn cũng có thể uh, Google top 100 richest.coin addresses hay là các bạn có thể là Google uh, doscoin wallet distribution. vân vân cũng có thể nhận được những cái thông tin tương tự là những cái ví nào lưu trữ bao nhiêu uh, đồng doscoin. Thì thông tin kế tiếp đó chính là cái uh, đồng Shiba Inu. <laughs> đồng này hôm nay đã được lên trên sàn uh, Binance và cái bạn thấy được đồng này là một đồng mà trong thời gian 30 ngày qua tăng trưởng 43.080 thì đương nhiên đây là một cái đồng mà nhiều người cho là cũng có thể có khả năng như là đồng Doge đồ, con đồng Doge đồ, con đồ, đồ là một cái đồng mà sinh ra như là một trò đùa một cái đồng mà nhiều người không quan tâm đến thường hay cười chế nhạo mà bây giờ đó là có thể lọt vào cái top 5 cho nên à, nhiều người thì bây giờ đang tìm kiếm còn cái đồng nào tương tự như nữa hay là không và rất nhiều người yêu thích cái đồng Shiba Uno này và tài liệu đó cho thấy được là các bạn đã có thể mua đồng này ở trên sàn Binance nhưng mà ngay cả CZ của Binance cũng đã trả lời một số những cái phản ảnh là tại sao mà sàn Binance lại đưa một cái đồng như vậy lên trên đây có phải là khuyến khích mọi người mua những đồng mà không giá trị hay không thì CZ của Binance nói là sàn Binance thì theo yêu cầu của những người dùng và bây giờ có rất nhiều người dùng muốn mua đồng Shiba Inu này ở trên mạng lưới của Binance cho nên mới có đồng này trên đó đương nhiên đây không phải là một cái lời khuyên cho ai đầu tư về đồng này đây là một đồng rất là có nhiều nguy hiểm không phải là lời khuyên đầu tư chỉ NFT này là dưới tắt cho not financial advice nghĩa là không phải là lời khuyên đầu tư và khi mà đồng này được đưa lên trên sàn của Binance thì những cái địa chi phí Ethereum mới đó được tạo ra đó đã không có đủ để cung cấp cho mọi người lần đầu tiên chuyện này xảy ra cho nên các bạn thấy được là hiện bây giờ đó đây là đồng mà có thể nói là phổ biến nhất từ trước tới bây giờ được lên trên sàn Binance thông qua cái dạng là ERC 20 và đối với cái sự thành công của cái đồng SIBA Inu này đã dẫn đến hàng loạt những cái đồng tương tự copy à, các bạn hãy đưa được có những đồng bây giờ đồng Kishu, đồng Elon, à, đồng Shi, đồng Kosi, đồng Hiba có rất nhiều và rất nhiều những cái đồng tương tự đang được tạo ra trên mạng lưới của Ethereum và dẫn đến là mạng lưới Ethereum lại một lần nữa tắt nghẽn cái phí gas rất là cao tại vì quá nhiều người mà nay thì cũng tạo những cái đồng tương tự để kiếm tiền các bạn thấy được là cái phong trào của đồng Dogecoin đã dẫn đến hàng loạt những cái đồng copy tương tự và cái đồng Shiba Inu này đó đã dẫn đến có rất nhiều người đã kiếm được nhiều tiền như là đây là cái tài liệu thông báo bởi Anthony Sassano thì Anthony Sassano nói là 276 ngày trước đây đó có người bỏ 10 đồng Ethereum vào đồng Shiba Inu này và bây giờ 10 đồng Ethereum đó là đáng giá 460 triệu còn một người khác nữa trên Twitter nói là có một người đầu tư vào đồng Shiba Inu này Với tổng số đầu tư là 37,65 Ethereum Và bây giờ đáng giá là 2,5 tỷ đô la Thật ra mà nói đó, đây là con số mà các bạn có thể nhìn thấy được ở trên Etherscan Giống như các bạn thấy là 2,05 tỷ đô la Thì 2,05 tỷ đô la này đó, thực sự các bạn có bán được hay là không Thì đương nhiên tính thanh thoảng không ai có thể đảm bảo được Nhưng mà các bạn thấy được là những cái thông tin này dẫn đến rất nhiều những đồng copy đã được tạo ra và các bạn thấy là con số này đã 10 đồng một tiêu 37,65 đồng một là con số cũng không phải là con số nhỏ và đương nhiên các bạn đầu tư thì không thể nào biết được là các bạn có thành công hay không tại vì những đồng này đó là những đồng meme coin nghĩa là cộng đồng có thích để mà mua hay không tại vì chúng ta bây giờ đã đi vào một cái thời đại đầu tư mới các bạn thấy được là rất nhiều người trẻ bây giờ thì đầu tư theo phong trào chỉ cần là đồng đó họ cảm thấy là mắc cười họ cảm thấy là thích họ cảm thấy là bạn bè cùng mua cho nên mua cho vui thì đồng đó sẽ được tăng trưởng cổ phiếu đó sẽ tăng trưởng như là GameStop hay là AMC à, thì bây giờ cái tư tưởng đó đã thâm nhập vào crypto cho nên ta mới thấy những cái sự kiện như là DoScoin hay là Shiba Inu Nhưng mà nào mà muốn à, tham gia đầu tư thì đương nhiên là mỗi người đều có mọi suy nghĩ không có gì à, gọi là đúng hay là sai đối với thuận nhưng mà các bạn cần phải hiểu cái sự nguy hiểm cái sự rủi ro cũng như là cơ hội khi mà các bạn đầu tư vào những đồng như thế này Bản thân thường thì các bạn cũng đã biết là không có lưu trữ đồng Dogecoin Và cũng không có tham gia vào những cái phong trào này Và bây giờ đó cái phí tên mình trên mạng lưới đó Bây giờ trung bình là ở mức là 46 đồng 96 cent Refresh lại hình như đây là cái thông tin cách đây cũng vài tiếng đồng hồ rồi các bạn được là thông tin mới nhất là cái phí ETH bây giờ là 54 đồng 86 sen có thể nói là năm 2017 đó có lần thường di chuyển tháng 12 di chuyển bịch khôi đó trả cái phí là 50 mấy đô mà thường cảm thấy đã quá mắc rồi thì không ngờ là từ năm 2017 tới bây giờ 4 năm sau cái phí 50 mấy đô nhưng mà không phải là cho Bitcoin mà là cho Ethereum thật sự là khó nói cuối cùng là một thông tin cũng khá là thú vị được chia sẻ bởi Larry Sơ mạc thì Leo Sơ Mạc chia sẻ cái thông tin này đó là trong vòng 24 giờ qua những đồng nào phổ biến được giao dịch trên Coinbase thì Coinbase bây giờ đã khác xưa khác xưa có nghĩa là Coinbase hồi xưa chỉ có là bốn đồng mà thôi các bạn cũng nên nhớ là chúng ta thực sự là bắt đầu từ 3 đồng Bitcoin sau đó Litecoin sau đó Ethereum và sau này nó mới có Bitcoin Cash sau khi mà Hard Fork thì một thời gian sau mới có Bitcoin Cash và các bạn thấy được là trong thời gian 24 giờ qua đó cái đồng mà giao dịch nhiều là đồng Ethereum đồng Bitcoin, Ethereum Classic, Cardano, Polygon, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink và các bạn thấy là những cái đồng mà DeFi nhỏ hơn đó thì lại không có được nhiều người ở trên sàn Coinbase giao dịch nhiều. Tại vì sao? Những đồng như là các bạn thấy là Algorand hay là Uniswap, um, các bạn thấy là yun Finance. Tại sao? Thì đối với lại Legacy Market có thể là những cái người giao dịch trên sàn Coinbase ấy, thì họ thực sự mới nói là không thể kết nối với lại DeFi được Có nghĩa là họ chỉ cảm thấy là đầu tư vào những đồng như là Bitcoin, Ethereum Team Classic Thì câu chuyện nó dễ hiểu hơn Có phần lớn rất nhiều người bây giờ là vẫn không có hiểu về DeFi Và thậm chí đó cái phí của Ethereum bây giờ đang cao Dẫn đến là nhiều người không thể nào mà tiếp cận được với là DeFi một cách đơn giản Các bạn thấy được là cách đây vài tháng khi mà chúng ta thử nghiệm những cái đợt yield farming đó thì phí cũng đã cao rồi bây giờ là còn cao hơn nữa các bạn có thể là swap tới swap lui có thể là mức hai ba trăm đô là bình thường thì đây là một con số rất lớn có thể nói là nếu như các bạn chỉ tham gia vào DeFi với con số là vài ngàn đô thì cái phí nó sẽ là cái phần trăm rất lớn chứ bạn phải là người mà có thể nói là tham gia vào DeFi với số lượng là 50 ngàn, 100 ngàn, mấy trăm ngàn thì cái phí này mới hợp lý cho nên đã khiến cho Ethereum trở thành một cái mạng lưới mà nhiều người bình thường không thể nào dễ dàng tiếp cận Vì lý do đó, tôi nghĩ là những nhà đầu tư riêng lẻ đó ít đầu tư vào những cái đồng DeFi này trên Binance Vì họ chưa tiếp cận được, họ cũng không hiểu rõ về cái mạng lưới này tại vì họ không tiếp cận được Cho nên trên Binance bây giờ đó, những đồng mà được giao dịch nhiều vẫn là Ethereum, Bitcoin, Ethereum Classic Những đồng mà đã có mặt lâu đời và dễ hiểu Và đây là những thông tin mình Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này như mà nào muốn tìm hiểu các ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là các bạn được giảm phần trăm phí giao dịch khi các bạn tham gia vào sàn Binance, giảm 20% phí giao dịch đăng ký thông qua link của Thuận Capital cho sàn Binance hay là các bạn có thể tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit. Đây là một sàn margin mà nhiều bạn không biết tới và các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1610 đô và gửi tiết kiệm lãi suất lên tới 15%. Những sàn khác như là các bạn thấy được là sàn Probit ở Hàn Quốc, sàn Alineax một sàn có thể hỗ trợ người Việt mua bán coin trực tiếp bằng đồng Việt Nam hay là sàn MT và sàn FTX thì bạn cũng đã biết sàn Binance US đây là một cái sự lựa chọn cho những bạn nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mà muốn giao dịch all coin sàn Coinbase ứng dụng BlockFi ứng dụng Lending có lại các bạn có thể nhận được lại hàng tháng khi mà tham gia vào BlockFi gửi Bitcoin, Ethereum vân vân và có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và crypto khoan. Như bạn cũng đã biết, ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain Và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn